cầu có về phố bộ QRS đoạn ST trên lên ở V2, V3, V4, V5 dạng QRS ở V1, V2, V3, V4 sóng tây cùng chiều với phố bộ QRS dạng ở các chuyển động ngoài biên khoảng QT 0.6. Kết luận là nhịp thoát đều tần số 90 lần trên phút trục không gian, nhồi máu cơ tim cấp bụng trước rộng, lượng ngừng nhánh liên thấp trước động mạch bên trái, sẹo nhồi máu cơ tim không có sẹo nhồi máu. Về điện tâm đồ ngày 24/5 tương tự như trên, siêu âm tim chức năng tâm thu phút trái OS bằng 63%, BABS 30%, không ghi nhận tràn dịch màng phổi màng tim. Chẩn đoán xác định là nhồi máu cơ tim cấp ST trên lên bụng trước rộng ngày thứ 3 của bệnh, clip 1 tăng huyết áp độ 3 theo GC6, nguy cơ C di chứng tai biến mạch máu não. Điều trị là hướng điều trị là nhồi máu cơ tim cấp vùng trước rộng với ST trên lên, hiện tại bệnh nhân đã hết đau ngực nên hướng điều trị tiếp theo là chụp mạch vành. Về nhồi máu cơ tim là nghỉ ngơi tại giường, nghi chát đường uống để giảm sự lan rộng vùng nhồi máu, giảm đau ngực, cải thiện chức năng tim mạch, sử dụng ức chế men chuyển để làm giảm tác cấu trúc thấp, cải thiện huyết áp, giảm tỷ lệ tử vong. Ức chế beta là giảm sự lan rộng nhồi máu và phòng ngừa tái nhồi máu cơ tim. Statin là vì bệnh nhân bé hơn 75 tuổi kèm theo đau thắt, kèm theo chức năng gan thận ổn nên sử dụng liều statin tối đa để khiến tim ổn định mạng sơ vữa. Về chống huyết khối là sử dụng chống kích thích tiểu cầu kép aspirin cộng lobinurel để giảm biến cố tim mạch, đặc biệt ở bệnh nhân có nhồi máu cơ tim cấp là 20%. Chống đông máu xài enoxaparin là heparin trọng lượng phân tử thấp, ít gây biến chứng chảy máu, không cần theo dõi đông máu. Kiểm soát huyết áp là do bệnh nhân có bệnh tim mạch có triệu chứng lâm sàng nhưng không có bệnh đái tháo đường hoặc bệnh lý thận nên huyết áp mục tiêu là 140/90 mmHg, nên điều trị như sau: ăn lạc 2-3g, natri mỗi ngày, hạn chế chất béo động vật. Thuốc do bệnh nhân đã có biến chứng tai biến mạch máu não kèm theo hiện tại nhịp tim trung bình 90 lần trên phút nên ta có thể hai thuốc ức chế men chuyển và dạng beta. Về điều trị cụ thể là enoxaparin 40mg trên 0.4ml, một ống nhân 2 tiêm dưới da 8 giờ đến 16 giờ. Aspirin là 81mg, một viên uống 8 giờ. Plavix lobidorel 75mg, một viên uống 8 giờ. Isononitrat 60mg, một viên uống 8 giờ. Enalapril 50mg, một viên nhân 2 uống 8 giờ 16 giờ. Bisoprolol 50mg, 1/2 viên uống 16 giờ. Atorvastatin 40mg, một viên uống 16 giờ. Esomeprazole 40mg, một viên uống 16 giờ. Tiên lượng là hai tan điểm tim mi cho nhà máu cơ tim cấp có ST trên lên, tuổi 74 tuổi 2 điểm, tiền căn đái tháo đường trên nền tăng huyết áp, tiền căn đái tháo đường hoặc tăng huyết áp hoặc cơn đái tháo đường là 1 điểm, cân nặng là bé em 67kg 1 điểm, ST trên lên hàng trước hay lóc nhánh trái là 1 điểm. Thời gian từ lúc khởi phát triệu chứng đến khi được điều trị tái không lớn hơn 4 giờ điểm, tổng điểm là 6 điểm, nguy cơ cao. Dự phòng ăn lạc, không ăn mỡ động vật, ăn dầu vật, tập thể dục 30 phút mỗi ngày, kiểm soát huyết áp theo hướng dẫn, tái khám theo lịch. Khi có các triệu chứng chóng mặt, ho, mắt, nặng ngực, khó thở phải đi đến bệnh viện. Tiếp tục các bạn. Kết thúc. Trước khi bạn Long trình bày tiếp. Này kết thúc rồi. Tiêu hả? Tiền hả?